Hai, xin chào mọi người, chào mọi người trở lại với kênh Nhật Đăng. Miền Tây gạo trắng nước trong, khá đi đến đó lòng mong Sài Gòn. Ủa, không nhớ quê à Khá? Nhớ sao không anh, mỗi tháng vẹn lần tại miệng nói vậy thôi. Hai, xin chào mọi người trở lại với kênh Nhật Đăng. Và hôm nay Khá đang đứng trước căn nhà thuộc trục đường Đặng Nhữ Lâm, thị trấn Nhà Bè. Thì từ đây với 300m di chuyển thì mọi người có thể tiếp cận toàn bộ các tiện ích thuộc thị trấn Nhà Bè. Và chỉ cần mất 7 phút là mọi người có thể tiếp cận toàn bộ tiện ích của khu Phú Mỹ Hưng. Và Khá đang đứng trước căn nhà này đây. Căn nhà này với diện tích là ngang 4,15, dài 14, được xây dựng với kết cấu một trệt hai lầu sân thượng. Và căn nhà này hướng đông nha mọi người. Hiện tại đang được trên thị trường đang chào bán với giá là 6 tỷ 100 triệu đồng, vẫn còn thương lượng nha mọi người. Mùa này là rất là dễ mua bán. Và đầu tiên Khánh sẽ nói về mặt tiền của ngôi nhà. Mặt tiền của ngôi nhà được thiết kế với những đường nét hiện đại. Và Khánh thấy điểm nhấn ở đây là lan can làm bằng sắt mỹ thuật nha mọi người. Và để bước vào trong ngôi nhà này thì chúng ta phải qua hai hệ thống cửa. Thứ nhất là hệ thống cửa làm bằng sắt mỹ thuật, và thứ hai là hệ thống cửa nhôm xiên pha. Các thấy ở đây là một cái khoảng sân trước mình có thể đậu 3-4 chiếc xe máy nha mọi người. Bước vào trong căn nhà này thì các thấy được thiết kế theo phong cách hiện đại. Và ở đây cái gam màu ở đây là gam màu trung tính nè. Nó đến từ những cái màu be của bộ sofa và những cái gam màu xám của tường. Ở đây các thấy là cái nhà này được thiết kế với những cái kính này thì giúp cho cái không gian nó trở nên rộng hơn. Nhà này khá cảm giác giống như là mình đi vô đây 4m nhưng mà cảm giác giống như 5m vậy mọi người. Và ở đây là chủ nhà đã set up một cái bộ sofa. Đây bộ sofa này rất là êm nha mọi người. Mặc dù làm bằng da bò công nghiệp thôi nhưng khá cảm giác rất là êm. Và phía bên này đây là chủ nhà đã set up một cái hệ tủ để tivi. Được đặt khá là rộn ràng và ở đây giao thông nó rất là thuận tiện nha mọi người. Trước khi đi vào không gian bếp của căn nhà này thì đã thấy ở giữa căn nhà này đã được chủ nhà bố trí một cái cầu thang nhằm ngăn giữa phòng bếp và phòng khách. Thì đây là một cái yếu tố phong thủy nha mọi người. Và phía mặt này đây thì gia chủ đã ốp cái gạch tối màu, thì đã thấy đây cũng là một cái điểm hay ha. Bước vào không gian phòng bếp này thì đã thấy đây là khoảng không gian đủ để cho một gia đình mình có thể sinh hoạt một cách thoải mái. Ở nhà trọ có 4m2 nhiêu đây thôi à, mà khá đã sinh hoạt một cách đủ rồi thì đây là quá dư luôn nha mọi người. Ở đây Khá thấy là tủ này, đây là một cái tủ bếp với sức chứa lớn. Và ở đây Khá thấy cái gam màu trắng, màu xám thì nó giúp cho không gian mình trở nên là nó cân bằng hơn. Phía bên này thì được chủ nhà bố trí một cái hệ bàn và 4 cái ghế. Và Khá thấy Khá nghĩ với không gian này thì mình có thậm chí mình có thể set up thêm 2 ghế nữa nha mọi người. Và bước tới không gian cuối cùng của căn nhà, đây là một cái khoảng giếng trời. Thì thứ nhất là mang lại ánh sáng, thứ hai là mang lại không khí đối lưu giúp cho cái nhà mình trở nên mát hơn. Và phía bên này vẫn có một cái nhà vệ sinh chung được đặt khá là gọn gàng nha mọi người. À, thôi mình đi lên tầng 1 nha. Bước lên không gian tầng 1 thì có thấy đây gồm có 2 phòng nha mọi người. Và đầu tiên là phòng master. Wow, cái phòng này thì cứ thời sinh viên khá là khá mơ ước chỉ được có phòng vậy thôi luôn á. Đây đầy đủ một cái tủ, hệ tủ lớn tha hồ chứa đồ. Cái giường rất là lớn nha mọi người. Và phía bên này thì chủ nhà đã set up sẵn luôn cả một cái bộ bàn trang điểm cho các chị em luôn. Thì Khá nghĩ với cặp vợ chồng thì có thể sinh hoạt ở đây một cách rất là thuận tiện. Phòng master thì phải có ban công nha mọi người. Ban công này nó rộng nha mọi người và nó mát nữa. Đây tha hồ bay lắc luôn á. Nói chứ ở đây thì Khá nghĩ là với một tách trà chiều, một tách cà phê sáng thì nó cũng khá là ok nha mọi người. Và Khá mời mọi người đến với phòng phía sau căn nhà. Đến với căn phòng thứ hai của tầng 1 thì Khá thấy cũng đã trang bị đầy đủ tất cả các nội thất.
từ tủ cho tới một chiếc giường. Và điểm thích ở phòng này là vẫn có cửa sổ nha mọi người. Và tầng 1 thì có một cái nhà vệ sinh được sử dụng chung cho hai phòng. Và tầng thứ hai thì cũng giống như tầng 1, khách xin phép lướt qua để mọi người đỡ mất thời gian nha. Mình cùng lên sân thượng. Và đây là khoảng sân thượng phía sau của căn nhà. Ở đây thì mình có thể giặt đồ, phơi một cách thoải mái cho mọi người. Và đây là khoảng sân thượng trước của ngôi nhà này. Thì các thấy đây là một khoảng sân thượng rất là rộng. Mình có thể set up cả một cái vườn rau xanh ở trên đây, hoặc là set up một cái bàn tiệc BBQ tha hồ bay lát nha mọi người. Thì nếu mọi người thích căn nhà này thì có thể liên hệ với Khá. Số hotline Khá để bên phải màn hình nha mọi người. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại.